Vì hồi xưa tôi từng là một người không có tự tin, nên tôi hay chui vô cuối lớp, chui vô trong góc, cầu cho cô đừng có thấy tôi nha. Nhưng mà khi mà tôi làm đúng cái đam mê của tôi thì tôi đi học tôi luôn luôn ngồi bàn đầu, ngồi đầu tiên. Bởi vì sao? Tôi muốn, cái đó là đam mê rồi đó, đúng rồi đó, chọn đúng cái mình thích rồi đó. Làm sao? Mình phải ngồi đầu mình nghe cho kỹ, nhìn cho rõ, hỏi cho nó đã. Không có đi núp. Trời ơi, đóng tiền vô đây đi núp à? Không có núp nha. Đó, cho nên các bạn phải tự chủ động. Thay vì đợi cô hỏi luôn thì mình sẽ tự hỏi cô đi. Mình có quyền mà, sao mình không hỏi? Chứ không lẽ là cô hỏi xong rồi là cô không trả lời, tôi không biết. Đúng không? Thì chửi vô mặt cô luôn chứ sợ gì. Các bạn thấy không? Không ai như vậy hết. Còn ví dụ nhá, các bạn hỏi cái gì tôi dạy rồi, tôi sẽ hay hỏi lại các bạn là hôm bữa học cái đó rồi đó, rồi em nhớ lại xem như thế nào, thì tôi đang khảo bài em. Em trả lời cho tôi, nếu em trả lời sai tôi sẽ chỉ lại cho em. Chứ tôi cũng không có dễ dàng đến cái kiểu mà cô môi nãy giờ pha gì cô, xong cái cô đọc hai cam một da tôi đi ra pha, xong đi ra làm. Tôi đâu phải cái máy đâu. Tôi sẽ hỏi môi này thâm ít hay thâm nhiều, thâm nhiều thì cho cái gì nhiều hơn cái gì, đọc ra thử coi. Có nghĩa là tôi đang kích thích các bạn nhớ lại, để các bạn biết là các bạn đã học qua bài đó, xong tự nhiên các bạn sẽ phát hiện ra các bạn nhớ đấy chứ không phải quên đâu, nhưng mà vì lười suy nghĩ thôi đó. Cho nên đi học là phải linh động, linh động, linh động lên.